Đây sang đây là xay đây à? Làm mát. Làm mát đó hả? À. Em là đang rang cà phê chính ở đây hả? Ở đây nó có là bao phải rang ở nhiệt độ bao nhiêu điều chỉnh bằng cái kia đúng không? Nó điều chỉnh ở đấy đúng không? Nó mới điều chỉnh ra nó tự nóng. Nấu. Nó có bao nhiêu phút nữa chứ? Cái này có phải trong là mình ra mình cứ trộn mấy loại với nhau à? Khách đêm tới này mình rang nó. À đây là rang cho khách hả? Ủa? Cái biển kia sao lại kéo lên rồi không nó dạ anh bảo gì cơ ạ? Dạ tí nữa em chụp, em quay hẳn video up lên đấy nhá.